Tử vi tuổi Bính Thìn 1976, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc hiểu được thời vận cát hung đối với mỗi người là rất quan trọng. Nó có thể giúp con người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, thất bại, khổ đau, chủ động nắm lấy cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, thu được thành quả tốt đẹp hơn. Bởi vậy, từ xưa tới nay, việc dự đoán tử vi vận khí các năm luôn được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Vậy làm cách nào để những gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 biến hung thành cát, nắm bắt cơ hội đón tài lộc hiệu quả nhất trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3, tức ngày 20 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3, tức ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3, tức ngày 19 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3, tức ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 3 âm lịch. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường là những người thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. 10 tuổi, Bính Thìn 1976, mệnh Sa Trung Thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhân nại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ giờ giữa chừng lại là một trong những thói xấu của họ.
Ngoài ra, những người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ có mong muốn rằng lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra, họ chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Nhâm Dương Thủy gặp Thìn Dương Thổ nên gọi bà là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu không cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời, thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Tử vi tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình của tuổi Bính Thìn ổn định nhưng chưa thật sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Quý gia chủ nên tập trung làm tốt công việc của mình. Quý gia chủ cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng, nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng chai túi, lúc nào không hay. Trong mặt sức khỏe, những người tuổi Bính Thìn cũng nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh khó mắc như cảm cúm, đau dạ dày. Bản lệnh nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Không như vậy, trong năm 2021, tuổi Bính Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ đất hữu họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng những người bạn tuổi thái tuế đều lấy chồng, lấy vợ, gặp những điều may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Sự nghiệp của tuổi Bính Thìn. Tử vi tháng 3 âm lịch tuổi Bính Thìn cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc. Tháng này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nên tập trung vào công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều việc. Vì vậy, nếu như gia chủ tuổi Bính Thìn không muốn bao nhiêu công sức của chúng ta đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trở dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Bính Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo vừa có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn được gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiêu. Tuổi Bính Thìn nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp cứu thì tiện vào túi, được nhắc nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Cho nên bản mệnh cần biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách gây ra sai sót ảnh hưởng và thu tập ảnh hưởng đến tập thể và thu thập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Để may mắn thành số quần áo, tuổi Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí minh quang pháp bảo. Pháp bảo này bảo vật chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Bính Thìn. Theo tử vi 2021, tháng 3 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Bính Thìn không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Quý gia chủ vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần, là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những việc mình cho là đúng. Trong chuyện tình cảm, bạn nên hiểu người hơi bất cần và liều nên để đối phương phải tò mò tìm hiểu về bạn. Hơn nữa, bạn đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù khách sạn có gia đình thì có khi cũng bất lực. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Bính Thìn dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn còn có thể cho biết sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong vợ chồng.
Tuy nhiên, tình huống này trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, quý gia chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người bạn đời để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy làm tốt những tấm gương để con cái noi theo và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở. Quý gia chủ nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Phòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe, người tuổi Bính Thìn may mắn không gặp được các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do các suy nghĩ quá nhiều chứng từ sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 3 âm lịch có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu tuổi Bính Thìn không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn cũng không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, quý gia chủ cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tốt tuổi Bính Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vòng tay tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát đều hầu hết thấy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị và các bạn về phần luận giải vận trình của tuổi Bính Thìn trong tháng 5 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết, quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình hoặc để lại thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.